Người sống chợ đêm Hai Gâu xin chào cả nhà. Hôm nay mình tiếp tục quay chợ đêm cho cả nhà cùng xem. Hôm nay anh em mình nhóm ở trong chùa Sở Lứa toàn bằng không này không? Bằng nhớ ổi với mai trong vườn. Cái này đi đâu xa đâu anh Trân. Rồi tới dầm cống hả? Vừa qua cái tới rồi. Rồi mình chúc cả nhà xem clip vui vẻ cho chàng này hạnh phúc luôn nha, làm ăn phát đạt phát tài trong cuộc sống luôn nha. Nên là cả nhà xem nhớ một anh em mình một like, một chia sẻ, một đăng ký nha. Cảm ơn cả nhà nhiều. Mình quay cho cả nhà xem thư giãn chợ đêm chỗ này chỗ kia mỗi đêm khác nhau nha cả nhà. Cả 2 tháng mình mới trở lại một lần vậy đó để mình bán á. Đồ ngủ thì 20.000, đồng giá là bự gì là ha, có 20.000 giá không cả nhà, 10.000, 5.000, đủ hết. Cái này bu bánh tráng nướng quá xá luôn, bánh nướng chích. Bánh nướng linh hoạt kìa. Bu vô khít nhóc chân vậy đó, mà không lại tiếp là đứng này ha. Hết biết đâu mới gặp má Bảy. Em Bảy cứu sáng. Má Bảy, còn em Bảy cứu sáng. Lâu quá mới gặp má Bảy, cũng còn đẹp già đẹp như gái quá thật. Nhớ sáng vô nè. Lâu quá con gặp giờ cũng còn đẹp gái như xưa ha. Cũng còn phong độ lắm. Ủa nào đi đâu đây mà biết ở đây giờ đêm mà ghé đây chơi. Bên này có 10 nước kia vậy. Bên này là kêu đó chanh. Ngủ đồ ngủ không rồi anh ơi. Rất dài. Hôm nay có lô giúp mấy nha cả nhà. Này ở xa nè. Đủ không sao chân. Nè đi coi nè đứa. Đi sáng kìa. Sáng đâu sáng ly mày đâu sáng. Ly mới uống rồi vậy. Nào. Cũng 5.000 luôn đó chị. Đi nào. Cái này luôn á mẹ heo. Màu vàng đẹp quá. Rồi ở đây 10.000 là gỗ bông mai xè gì cái 10.000 mua đi mua luôn. Sáng này đi mẹ con đi. Đây. Đi con đâu? Mới uống xong. Là ly nào? À, dẹp rồi. Rồi uống ly này sáng đưa kêu nó chanh phải đau họng mà cũng quên. Thì mới uống một hơi nè. Rồi uống đi. Uống nữa các bạn. Rồi làm ba ly đi rồi tôi tới về cho dễ ngủ một chút. Nè sọt gác ghế ngồi là 10.000 nha mấy chị. Đó. Rồi cái thao của bà cô bà chị đó mua nó thao đó chứ xài bệnh cứng. Nè ngồi thử cái ghế coi. Ngồi thử đi ngồi. Về cháu tôi đập cái khuynh đó mà không có gì chứ. Ngồi thử đi chị, ngồi đi sắm lửa đồ thầy ơi. Cứng ngắt cái ghế hà. Sáng tôi ngồi nó có bể lên sợ. Ngủ vô rồi có bị chắc chồng nhưng mà chưa vô bọc nó còn lỗ thêm nữa nha. Cũng mới có chưa đầy mấy 6 giờ mấy phút rồi đông rồi. Sao rồi em đông còn nữa hàng chưa bông còn? Mới hàng chưa? Xong rồi nãy nhiều rồi. Này bông còn chạy gì đi nha cả nhà.
vậy rồi đi lấy ra cái không còn gì đây kìa, nó bay kìa, đây coi. Đó, thấy không? Đó. Ô, cái này bay đã ta. Cái này ô mới cho tạo là hơn lúc trước đây vậy. Bay lên luôn, cao luôn. Mới gì? Này gió nó mạnh ha. Còn hôm đó gió yếu lại dữ không? Thôi rồi đẹp không cả nhà, đó ghê không, nói vậy đó là ai xây gì hoài nữa lên cho con. Rồi vậy là chỗ này không còn ăn nữa heo cả nhà, 5.000 cây dễ ăn quá. Không được học bông bọt và mọc gì đó, đi là được một bông bọt đã hay không, mau cấp kỳ đúng không? Quá xa đâu ngủ rồi. Nha, em nó thư giãn ủng hộ anh em mình nha cả nhà. Còn chạy đẹp quá. Đây này cây bánh nè, có đường ngủ từ chiều giờ vài bữa nữa nó đổi thứ khác đó chú. Vài bữa nữa nó đi bán kiều nữ và đại gia. Có tiền đâu quá. Ừ. Em rồi. Nít luôn hả nhỉ? Dẹp bỏ bọc liền. Nhiều đây rồi, có ai đi nói thằng chút thiếu người ta đúng đi nhóc nữa rồi, nhưng mà nhiều cũng được rồi. Đây bây giờ cũng hay dài dài rồi, đợi thống chợ đêm hay lâu thì cũng trên khép clip đây nữa nhờ. Chúc các nhà xem clip vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc, làm ăn phát đạt phát tài trong cuộc sống thôi nha. Mình cũng xin tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà lại clip sau.